Vâng, hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem cái Coke Black của Australia. Đây là một cây top of the line, top of the line của Coke Black made in Australia. Vâng, đây là một dòng sản phẩm, đây là một trong hai cây đàn, hai dòng sản phẩm acoustic guitar dạng nổi tiếng nhất của Australia, gồm là Coke Black và Mayton. Mayton thì các bạn cũng biết rồi, là được chơi bởi danh cầm fingerstyle là Tommy Emmanuel. Vâng, Coke Black và Mayton là hai hãng đàn acoustic nổi tiếng nhất của Australia. Vâng, chất lượng rất là tuyệt vời. Cái đàn được sơn POM, top là solid bunya, một loại gỗ bản địa của Australia. Thùng làm rất dày, nhưng mà vâng, tần số đáp ứng của thùng đàn rất tốt, solid bunya. Vâng, các bạn có thể thấy vâng rất là khác mặt spruce, mặt thông. Back và size là Indian rosewood, solid Indian rosewood. Vâng, bạn có thể thấy là solid Indian rosewood. Neck là Queensland maple, vâng, loại maple của Australia. Khóa Groover Gold Hardware, Ebony Priest và Fingerboard, inlay, các bạn có thể thấy rất là đẹp, inlay cảm sạc từ rất là tuyệt vời. Và ngay cả cái hình dáng của cái gò cũng rất là đẹp, cái chữ Coke Black ngay đây. Mình dùng camera trước của iPad cho nên hơi ngược hình, không các bạn nào. Các bạn có thể nhìn thấy và cả núm cổ, núm nút chặn dây cũng là của Ebony, và miếng xương ngựa đây là một loại xương rất là cao cấp của hãng. Pickup brand của hãng là Coke Black Face Brace. Vâng, nó có một cái pickup tiếp điểm ở dưới ngựa và dùng sensor cảm biến âm ở mặt trong thùng. Vâng, sở dĩ nó kêu là face brace tức là cảm biến âm của nó sẽ gắn trên một cái thanh nang ở mặt trước và mặt sau, thì nó sẽ bắt được tất cả các tần số âm thanh của trong thùng đàn, kể cả tiếng gõ, tiếng chà sát. Một công nghệ rất là mới, không sử dụng micro giống như là những hãng guitar khác. Nữa mình sẽ demo cho các bạn nghe thử tiếng pickup. Về sau thùng thì phải nói là nó rất là đẹp, rất là natural, tiếng ấm mặc dù mặt thùng nó là dày. Vâng, dòng Coke Black SL3AC này có hai model, tức là có một model là mặt top là bunya, mặt một model mặt top là spruce và thông. Thì cây mình đang cầm hiện là giờ là một cây top bunya, các bạn có thể thấy thiết kế rất là đẹp. Vâng, từ headstock tới con cây này action rất là thấp, mình chơi cực hay. Mình xin demo một vài thế finger picking strumming. Sao rất đẹp, rất dày, ấm và balance, về cân bằng giữa các dây rất là tốt. Thử strumming.
Vâng, tới pickup, tới gram system của đàn này. Cây top of the line là cây cao cấp nhất của Coclac made in Australia. Xin cảm ơn các bạn, hy vọng là các bạn sẽ thích cái đàn này.